Ai chào mọi người nha, em lên mấy mấy con mấy cái cỏ này cho mọi người xem mà mua về thắt cỏ vườn nha. Ở đây thì có hai con Mitsu TL23 tầm rời với lại một con Austin FS 25C ha. Nòng 34 ly. Con này nòng 33 ly sao. Tầm rời hai con tầm rời này có thể lắp xịt thuốc được nha mọi người. Đầu tiên là con Austin khá là đẹp nha mọi người, nó khá là trắng trắng đẹp. Tay ga sóng nha mọi người, tay ga bóp, tay ga sóng. FS25C này nó tầm 25-26cc mọi người, đầu bò zin nha. Máy thì em về sao bán vậy chứ không có thêm bớt cái gì nha mọi người, không sửa chữa nha, máy chưa dọn nha. FS25C. Ok. Con này 1 triệu rưỡi nha mọi người. Rồi, một con TL23. TL23 nha mọi người. 23cc nha, con này khá là đẹp luôn mọi người. Chưa vệ sinh bên trong gì hết nha. Con này là chế TL2 kim nha mọi người. Chế TL2 kim. Chế xịn đó nha mọi người. Hàng xịn. À, tầm rồi. Hơi tuyệt vời luôn á mọi người. Con này cần zin nha. Chén cỏ luôn. TL23 BSD. Đẹp. Máy thì em mới có vệ sinh chưa có dọn nhưng mà mới có vệ sinh sơ ở bên vỏ thôi. Cho mọi người nhìn con máy thôi. Thì con này giá nó 1 triệu rưỡi nha mọi người. Máy thì về sao em bán vậy? Tâm rời nha. Rồi, tiếp tục một con. Con này nó mới đặc sắc nè mọi người. Con này khá là mới. TL23 nha mọi người. TL23 à. Nó để cái chụp giật này là Mitsu và Tâm và Maru này là nó y như nhau nha. Nó không có khác đâu. Xin nha mọi người. À, chế TL2 kim khá là mới luôn. Lọc máy. Bô bình xăng khá đẹp luôn. Cái điều nữa, cái này cái ốp này, ốp xịn sò, cái ốp này nó ốp vô trong cái hông nên tránh cho mình đau cái hông á, bên hông á. Cái cần bộ cần này khá là xịn nha mọi người, độc nữa. Ha. Nó phát khá là xịn luôn. Cái này thì mình muốn mình dạng lên nha, do tại vì cái này là em bỏ cho nó xuôi để cho nó gọn á. Muốn mình dạng cái tay lái lên à. Ok này chắc độ xăng nổ luôn nha mọi người, con này khả năng là hết 99% là độ xăng nổ luôn mấy con này nè. Rồi ok, con này cũng 1,5 triệu nha mọi người. Thì ở video này ba con này thì em sẽ bao ship hết cho mọi người nha, em sẽ bao ship cho mọi người nha mọi người, bao ship toàn quốc luôn. Mua thì chuyển khoản hết tiền hàng, cái số tài khoản địa chỉ ở nằm ở cái phần mô tả nha, và cái ngày đăng video luôn này. Con số 1, số 2, số 3 thì mọi người chọn ha, em bao ship hết nha. Khá là đẹp mọi người, mấy con này đều là lựa lựa ra không đó nha, hàng lựa mà.